chào tất cả các bạn. Mình là Hải My. Rất vui được đồng hành cùng các bạn. Trong mùa hè này, các bạn đã đi du lịch ở đâu nè? Hải My thì được đi tham quan căn nhà màu tím. Và bây giờ, các bạn đi với mình nhé. Điểm check-in đầu tiên đó là gương phản chiếu. Gương phản chiếu nằm nói bên cây cầu. Các bạn đi cùng mình nha. Hải My cảm thấy cái rương này rất là to. Hải My có thể đi xuyên qua cái rương này. Trong đây có một hàng trúc, có một cây cầu. Ở đây có cho thuê trang phục. Hải My đã chọn được một bộ váy đẹp. Các bạn thấy có dễ thương không? Đây là các căn nhà bồ câu nè các bạn. Ở đây là cổng trời, các bạn cùng khám phá với mình nhé. Ở đây chụp hình rất là đẹp nè các bạn ơi. Vậy là mình đã đi hết một vòng căn nhà màu tím rồi. Bây giờ Hải My thấy khá mỏi chân vì nơi đây quá rộng. Các bạn cùng ba mẹ khám phá nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.